Xin chào cả nhà, hôm nay là 15 tháng 9 năm 2022. Hôm nay nhà em tiếp tục về hàng nhé, đó là pin lưu trữ cho đèn năng lượng mặt trời. Hiện tại thì hôm nay nhà em về đủ 4 mẫu, đó là mẫu 2 cell, 3 cell, 4 cell và 5 cell. Các mẫu 6 cell và 7 cell thì chưa có hàng. Đấy, hôm nay bên em chỉ có 4 mẫu, đó là 2 cell, 3 cell và 5 cell. 2, 3, 4, 5. Đây, em quay cho các bác xem luôn đây. Các bác có nhu cầu thì đặt hàng nhé. Hiện tại thì để mua hàng bên em thì bắt buộc các bác phải đặt cọc. Với những cái đơn hàng nhỏ như này thì sẽ đặt cọc 50.000, có thể đặt cọc bằng chuyển khoản hoặc thẻ cào Viettel, hoặc là thanh toán cước, thanh toán 100%. Đấy. Chứ còn nếu mà không đặt cọc là bên em không gửi hàng nhé. Để tránh tình trạng như tháng trước dính đúng mùng 1, ba bác chơi cho em là hàng gửi tới nhưng không nhận hàng, bảo không có tiền. Lúc mua thì nói rất là hay, lúc đặt nói rất hay, bảo đặt tiền thì bảo không, anh lịch sự. Thế cuối cùng là hàng tới nơi rồi là gọi điện thì bảo không nhận hàng, không có tiền. Cái hàng trả về, hàng đi thì rất nhanh nhưng mà hàng về rất là lâu. Ví dụ em gửi đi thì chỉ mất 2 ngày nhận được hoặc 3 ngày nhận được, nhưng mà gửi về thì phải mất 8 ngày nó mới hoàn về đến nhà em. Đấy, thế nên là đi tự dưng là em mất 45.000 tiền cước. Thế là rất là bực mình. Nên là các bác cũng phải thông cảm với bên em là các bác nếu mà mua hàng là đặt tiền thì bên em mới gửi, chứ còn không mua mồm nhá, không mua vui, đỡ mất thời gian của nhau. Em cũng nói thật, sự thật thì nó hay mất lòng một tí. Vì rất nhiều bác là đặt xong hàng tới không thèm nhận. Đấy, hàng hoàn về nó rất là mất công. Vừa bên em vừa mất tiền mà mất công đóng, xong lại hàng đi 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 này lại, rất là vất vả. Đấy. Thì hiện tại là bên em sẽ có các mẫu này. Mẫu 2 cell, đây em quay cho các bác xem luôn. Các bác nhìn thấy cái quả nào là hợp lý với mình thì lấy. Các cái đèn năng lượng mặt trời của mọi người tháo ra ấy, bên trong nó có bao nhiêu quả pin thì mua đúng cái loại như thế, hoặc là mua loại nhiều pin hơn. Đấy, còn trong trường hợp ví dụ như là nó có 6 viên chẳng hạn, 6 viên thì mọi người sẽ mua cho em 2 quả 3 viên nhá. Đấy, 2 quả 3 viên này lối với nhau là xong thôi, lối song song. Lối song song tức là chúng ta cứ lối dây đỏ, dây đen và dây đen. Đấy gọi là lối song song. Mỗi một cục này nó là 3,2V mọi người nhá. Đây ví dụ nó ghi ở đây này. 3,2V 15.000 mAh tháng 8 năm 2022 thì hai quả đấu lại nó sẽ được là 30.000 AH nhá. Thế còn cái quả này là quả 3,2V 25.000 AH này thì nó được cấu tạo từ 5 cell pin. Pin này là pin 5 cell 5S, nó là đủ dung lượng mọi người nhá. Các quả pin này đấu song song với nhau. Bên trong này đã có sẵn mạch BMS để sạc xả rồi nên là mọi người yên tâm. Đấy, mạch BMS là bên trong này có rồi nhá. Đấy. Cái loại 5 cell này là dung lượng là 25.000 mAh này. Đấy, ví dụ mua 50 thì phải mua 2 quả. Đấy. Thế còn cái loại 4 viên này. 4 viên này thì có dung lượng là 20.000 AH. Đấy. Mọi người chú ý là trên thị trường có hai loại cell pin. Là cell pin 3,2V 6.000 và cell pin 3,2V 5.000. Còn hàng của nhà em là 3,2V 5.000. Đấy, còn dòng 3,2V 6.000 thì nó rất là ít trên thị trường. Cái hàng đó bây giờ nó rất là hiếm. Đấy. Thì hiện tại em có các mẫu như vậy. Mẫu 4 viên này, 5 viên và 3 viên, 2 viên. Đấy, thì còn các cái mẫu 6 cell và 7 cell thì em đặt hàng rồi nhưng mà nó chưa có hàng nhá. Lúc nào có em về em sẽ quay cho mọi người xem luôn. Đây, mẫu này là 3,2V 15.000. Các mẫu 2 cell là sẽ sử dụng cho đèn 60W này, 3 cell sử dụng cho đèn 100W nhé, 4 cell là sử dụng cho đèn 150, đèn 200, và 5 cell là sử dụng cho đèn 300, 6 cell là sử dụng cho đèn 300 hoặc là đèn 400. Đấy, còn tùy. Nó đấy là những cái đèn phổ thông trên thị trường. Còn ví dụ như cái đèn em đang bán là 12 cell ấy, là đèn đấy 200W, nhưng mà đèn đấy là đèn ZL, nó là thuộc dạng đắt tiền. Bên trong nó sử dụng 12 cell. 12 cell tức là nó là hai cục như thế này. Nó là hai cục 5 cell như này ghép lại, à hai cục 6 cell là ghép lại. Đây mới là hai cục 5 cell này. Đấy, dung lượng nó tới 72.000 mAh. Thế còn ở đây của nhà em bán là mẫu là 10.000 mAh này, 15.000 này, 20.000 này, 25.000 AH. Đấy, mini AH thì là nó chỉ có 4 mẫu như vậy thôi. Đấy, thì bác nào quan tâm tới sản phẩm này thì cứ nhấc máy alo thôi. Tất cả pin này bên em trước khi đi là em đã test sẵn rồi nhá. Đây ví dụ em lấy cái bảng led ra em test cho mọi người đây. Cái đầu này nó được bọc để cho hai dây nó không chập vào nhau nhá. Mình phải tuốt cái đầu này ra này. Đấy, ví dụ em thử bóng led ở đây nhá.
hai cái dây này nó chập vào nhau là nó tóe lửa đấy. Đây, trước khi đi này em đều thử hết rồi nhá. Đấy, rất chi là sáng luôn. Đây em thử này. Đấy, tất cả pin nhà em gửi đi là đều có điện rồi, nên là mọi người cứ yên tâm là em đã check sẵn rồi nhá. Đấy, chỉ cần dí vào đây thôi là nó sáng luôn, sáng trưng luôn. Đây em cho là mọi người xem lại này. Đây là đang thử pin pin 4 cell nhá. Đấy, sáng chưa? Rất là sáng. Sáng đau mắt luôn. Tôi đã chết rồi. Em vứt đâu mất cái lúm của nó rồi. Bỏ ra nó chập. Rồi em test đến quả 2 cell đi. Đây. Quả nào thì quả nó cũng đều có cái lúm này mọi người nhá. Đây này, đấy, nó có cái lúm đen này. Đấy, phải rút cái lúm đen ra. Sau đó là lấy dây đỏ, dây đen chập vào cái bo led này này. Đấy, nó sáng phát là biết ngay có gì đâu. Đấy, rất là sáng. Đây. Cái camera này nó tự lấy led mà. Đấy, khi nó thấy lóa là nó sẽ tự điều chỉnh lại. Đấy. Rất là sáng mọi người nhá. Cái bo này là bo 100W này. 100W này thì nó chỉ có nó sử dụng led 5730 và sử dụng 131 con led à. Đây. Led 5730, kích thước là 10 x 5 và sử dụng 131 led đây. 1C và 131 led đây. Đấy. Led 5730. Led hình chữ nhật. Rồi, ok, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Các bác có nhu cầu thì cứ liên hệ Solar Nghiên qua số điện thoại là 0987006938. Mọi người có thể mua qua Shopee nhé. Shop của bên em là Solar Nghiên. Em để ở dưới phần mô tả của video. Mọi người kéo xuống, mọi người sẽ bấm vào đường link nó và sẽ mua được các cái sản phẩm này của bên em. Ok, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi ạ.